Với mục tiêu góp phần cung cấp nguồn nhân sự quản lý chuỗi cung ứng chất lượng cao cho Việt Nam trong quá trình hội nhập, ngày 22 tháng 6 vừa qua, Trung tâm Pháp viện Đào tạo về Quản lý CFVG cùng với đại diện Trường Đại học Paris Pantheon Sorbonne đã chính thức công bố chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Chương trình thạc sĩ quản lý chuỗi cung ứng do đối tác Pháp là Trường Đại học Paris Mont Pantheon Sorbonne chịu trách nhiệm học thuật và cấp bằng. Đây là chương trình được thiết kế dành cho các công ty muốn thay đổi phương pháp quản lý từ phòng ban sang phương pháp quản lý chuỗi cung ứng và phù hợp với các công ty đa quốc gia đã và đang triển khai mô hình quản lý chuỗi cung ứng và cần đào tạo nhân sự để sử dụng và khai thác hiệu quả hệ thống này. 100% các môn học của chương trình được giảng dạy bởi các giáo sư quốc tế chất lượng cao hàng đầu châu Âu, kết hợp các kiến thức thực tiễn trong nước từ các cán bộ quản lý cao cấp tại Việt Nam trong lĩnh vực chuỗi cung ứng. Sau khóa học, học viên được trang bị các kiến thức về quản lý, định hướng, tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, làm gia tăng giá trị và vai trò của logistics, giao nhận, tồn kho, dịch vụ khách hàng, quản lý nhà cung ứng, kế hoạch nguồn lực, chiến lược sản xuất, dự báo, v.v. Từ đó mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Ngoài ra, trong thời gian học, học viên sẽ được tham gia kiến tập tại một số doanh nghiệp nổi tiếng của Pháp và tham dự các buổi hội thảo chuyên đề quốc tế tại Paris, Pháp.